Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông Jens Stoltenberg không có thẩm quyền vận động cho các cuộc tấn công bằng vũ khí của phương Tây. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, những lời kêu gọi gần đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã vượt quá thẩm quyền của ông. Ông Lavrov lưu ý rằng, Tổng thư ký Stoltenberg đã bị chính các thành viên NATO phản đối. Chẳng hạn, Ngoại trưởng và Phó Thủ tướng Ý Antonio Tajani cho rằng Ukraine chỉ nên sử dụng vũ khí phương Tây trong lãnh thổ của mình. Người đứng đầu NATO đã kêu gọi các nhà tài trợ vũ khí tầm xa, cho phép Ukraine tấn công vào các mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ nước Nga. Số vũ khí này đã được cung cấp cho Kiev với điều kiện chúng sẽ không được sử dụng bên ngoài khu vực mà Kiev tuyên bố là của mình. Quy định này nhằm ngăn chặn xung đột leo thang. Tổng thư ký NATO nói với tờ The Economist rằng đã đến lúc các nước đồng minh nên xem xét liệu họ có nên dỡ bỏ một số hạn chế hay không. Ông Lavrov nói với giới truyền thông hôm 27 tháng 5 rằng một số quốc gia thành viên NATO đã giật mạnh ông Stoltenberg lại, ám chỉ những lời phản đối mạnh mẽ từ chính phủ Italia. Ông Lavrov nói, tôi nghi ngờ về việc ngài Tổng thư ký có thể tự mình phát biểu thay cho các thành viên của khối trước khi vấn đề này được thảo luận trong NATO. Tôi tin rằng ông ấy đã vượt khỏi quyền hạn của mình. Các quan chức cấp cao của Italia, bao gồm cả Thủ tướng Giorgia Meloni, đã bác bỏ lời kêu gọi công khai của ông Stoltenberg về việc thay đổi chính sách. Nhà lãnh đạo Italia nói với truyền thông địa phương hôm 26 tháng 5, tôi không biết tại sao ông Stoltenberg lại nói như vậy, tôi nghĩ chúng ta phải hết sức thận trọng. Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini cũng cho biết trong một cuộc meeting bầu cử cùng ngày rằng người đứng đầu NATO không thể thay mặt người dân Italia phát biểu và kêu gọi ông hoặc cầu xin sự tha thứ, sửa chữa những nhận xét của mình hoặc từ chức. Ông Lavrov trước đây mô tả lệnh cấm tấn công tầm xa của phương Tây phần lớn không liên quan đến bối cảnh xung đột vũ trang. Ông Lavrov nói, vũ khí của Mỹ đã được sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau bên ngoài khu vực chiến đấu. Chúng tôi nhận định từ thực tế là vũ khí của Mỹ và các nước phương Tây khác đã tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, chủ yếu là cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư. Điện Kremlin nhấn mạnh, NATO có liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Điều này khiến liên minh quân sự trở thành một bên trong cuộc xung đột và làm gia tăng căng thẳng. Về phần mình, Nga sẵn sàng đối thoại và giải quyết hòa bình, nhưng sẽ không có những nhượng bộ đe dọa đến chủ quyền và an ninh. Tuyên bố của ông Stoltenberg đã gây ra những phản ứng không chỉ ở Nga mà còn giữa các thành viên NATO. Những tuyên bố về khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga đe dọa không chỉ mối quan hệ với Moscow mà còn cả sự gắn kết nội bộ của liên minh. Các quan chức Ukraine tuyên bố rằng những hạn chế do phương Tây áp đặt là nguyên nhân dẫn đến những bước tiến gần đây của quân đội Nga ở khu vực Kharkov. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được cho là đang vận động hành lang các thành viên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm dỡ bỏ lệnh cấm áp dụng đối với vũ khí của Mỹ. Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết, Ngoại trưởng các nước thành viên EU tại cuộc họp hôm 27 tháng 5 đã thảo luận về việc dỡ bỏ các hạn chế ngăn chặn Ukraine sử dụng vũ khí do NATO cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Ông phát biểu trong một cuộc họp báo, chúng tôi đã thảo luận về việc viện trợ nhiều hệ thống phòng không hơn, đặc biệt là Patriot, cũng như việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Đây là một cuộc tranh luận ngày càng được đề cập tới nhiều hơn. Theo ông Borrell, EU hiểu rằng Ukraine phải chống lại các cuộc tấn công từ Nga. Ông nói, một số quốc gia thành viên đã dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine để Kiev có thể sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga. Nga chỉ trích phát biểu này, cảnh báo hậu quả có thể xảy ra nếu phương Tây khiến căng thẳng leo thang. Thưa quý vị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây vừa có phát biểu hàm ý rằng Ukraine có thể tấn công vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Cụ thể, trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Economist, ông Stoltenberg cho rằng đã đến lúc các đồng minh nên xem xét liệu họ có nên dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đã đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí mà họ đã viện trợ cho Ukraine hay không. Đặc biệt là hiện nay, khi nhiều cuộc giao tranh đang diễn ra ở Kharkov, gần biên giới với Nga, việc từ chối cho Ukraine sử dụng các loại vũ khí này nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ nước Nga sẽ khiến họ rất khó để tự vệ. Tuy nhiên, ông Stoltenberg bác bỏ ý kiến cho rằng các thành viên NATO có thể sử dụng các hệ thống phòng không để bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời của Ukraine.
Ông cũng lên tiếng phản đối việc NATO đưa quân tới Ukraine chiến đấu. Tổng thư ký NATO cho hay, chúng tôi không có ý định đưa quân đến Ukraine, chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc xung đột này. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các vũ khí phương Tây đã được sử dụng nhằm vào lãnh thổ Nga. Phó đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE Maxim Bujakevich cho rằng không có vũ khí nào của phương Tây có thể giúp Ukraine thay đổi mạnh mẽ tình hình chiến trường. Ông Maxim Bujakevich nêu rõ, các nhà tài trợ của Ukraine không có vũ khí nào có thể thay đổi mạnh mẽ tình hình chiến trường. Quyết định đưa thêm các lô vũ khí đã được thử nghiệm trên chiến đấu đến đây sẽ chỉ kéo dài thêm cuộc đối đầu quân sự, gây ra nhiều thương vong và sự phá hủy. Trong khi đó, về phần mình, Mỹ đã từ lâu không khuyến khích Ukraine tấn công vào trong lãnh thổ của Nga. Trong một diễn biến có liên quan, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksandr Litvinenko hối thúc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa do nước này cung cấp cho Kiev để tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga và giúp ngăn chặn cuộc tấn công mới của Moscow có thể xảy ra sắp tới. Dẫn lời ông Oleksandr Litvinenko, tờ báo Mỹ Financial Times ngày 22 tháng 5 đưa tin, nếu Washington dỡ bỏ lệnh cấm, điều này sẽ có lợi hơn cho Kiev. Tuy nhiên, ông Oleksandr thừa nhận cơ hội để Ukraine có thể đạt được những bước đột phá trên chiến trường trong năm nay là rất mong manh. Ông Oleksandr nhận định, miễn là chúng tôi giữ vững phòng tuyến, miễn là chúng tôi còn chiến đấu, chúng tôi vẫn còn mọi cơ hội để giành chiến thắng. Trước đó, một tờ báo Mỹ khác là Politico cũng dẫn lời các quan chức quen thuộc với vấn đề trên đưa tin, Kiev đang thúc giục chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh lực lượng vũ trang Nga đang tiến quân trong khu vực Kharkov. Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng bước tiến của quân đội Nga ở Kharkov có thể là làn sóng đầu tiên trong một cuộc tấn công rộng hơn, đồng thời nói thêm rằng Ukraine đang thiếu hệ thống phòng không nghiêm trọng và cần thêm binh sĩ để giữ tiền tuyến. Trong cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hôm 15 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ, chúng tôi không khuyến khích hay cho phép các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Cuối cùng, Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine những trang thiết bị cần thiết để thành công và để giành chiến thắng. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công vào lãnh thổ Nga gần như hàng ngày kể từ khi nước này tiến hành cuộc phản công vào đầu tháng 6 năm ngoái. Tháng 8 năm 2023, sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công thất bại bằng máy bay không người lái vào Moscow, Liên Hợp Quốc cho biết họ không muốn chứng kiến bất kỳ mục tiêu cơ sở hạ tầng dân sự nào bị tấn công. Bình luận về các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine trên lãnh thổ nước Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh quân đội Nga luôn trong tình trạng cảnh giác và sẽ thực hiện mọi bước đi cần thiết. Cảnh báo trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra và được hãng tin Reuters trích dẫn. Bà Zakharova chỉ ra rằng các mục tiêu của Anh ở cả Ukraine và xa hơn nữa đều có thể bị Moscow tấn công trong trường hợp Kiev sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Bà Zakharova khẳng định rằng Moscow sẵn sàng trả đũa. Chúng tôi có thể tấn công vào bất kỳ vật thể và vũ khí quân sự nào của Anh ở Ukraine và hơn thế nữa. Chúng tôi trực tiếp nói rằng để đáp trả các cuộc tấn công sử dụng vũ khí của Anh nhằm vào lãnh thổ đất nước chúng tôi có thể tấn công bất kỳ vật thể và vũ khí quân sự nào của Anh ở Ukraine và hơn thế nữa. Tuyên bố này của bà Zakharova nhắc lại cảnh báo trước đó của Moscow được đưa ra khi Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí của Anh để tấn công các mục tiêu của Nga. Thực tế là Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công thành công nhiều địa điểm quân sự của Nga ở Crimea. Đồng thời khẳng định trong chuyến thăm Ukraine hồi đầu tháng 5, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết Anh sẽ tiếp tục là một trong những quốc gia đi đầu hỗ trợ Ukraine. Ông nêu rõ, thông báo của Thủ tướng trước đó khẳng định chúng tôi sẽ hỗ trợ 3 tỷ bảng mỗi năm và chúng tôi thực sự đã dốc hết khả năng của mình để hỗ trợ Ukraine như số lượng thiết bị lớn nhất mà chúng tôi đã cung cấp cũng như các thiết bị sắp tới được bàn giao trong thời gian sớm nhất. Tuyên bố của Ngoại trưởng Anh diễn ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ công bố gói viện trợ ban đầu trị giá 1 tỷ đô la trong tổng số 61 tỷ đô la mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thông qua thành luật mới đây.
Theo truyền thông Mỹ, trong đợt viện trợ này, Mỹ sẽ cung cấp tên lửa RIM-7 và AIM-9M cho các hệ thống phòng không mặt đất, tên lửa phòng không vác vai Stinger, súng bộ binh và đạn dược đi kèm, trong đó có đạn 12,7mm để đối phó với máy bay không người lái UAV. Trong khi đó, với gói viện trợ 3 tỷ bảng, Anh cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine huấn luyện binh sĩ, cũng như các trang thiết bị như xe tăng chiến đấu, pháo tự hành và xe bọc thép. Nga thời điểm đó cũng như bây giờ đã phản ứng giận dữ với các tuyên bố từ Anh. Moscow cũng chính thức tuyên bố rằng những phát ngôn trên là một trong những lý do Nga tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật vào tháng này. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, mục đích của cuộc diễn tập này là nhằm đảm bảo rằng các đơn vị và thiết bị sẵn sàng cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu để đáp trả và đảm bảo vô điều kiện sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhà nước Nga trước những tuyên bố khiêu khích và mối đe dọa của các quan chức phương Tây chống lại Nga. Trước đó, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật sau những gì Moscow cho là mối đe dọa từ Pháp, Anh và Mỹ. Việc phương Tây ồ ạt viện trợ quân sự cho Ukraine đã khiến Nga đưa ra những phản ứng đanh thép cả trong phát ngôn và trên thực địa. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, viện trợ của phương Tây chỉ làm kéo dài thêm cuộc xung đột, tăng thêm đau khổ cho Ukraine mà không thay đổi được cục diện chiến trường. Trên thực địa, các lực lượng Nga cũng gia tăng các cuộc tấn công vào kho vũ khí và thiết bị quân sự mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Cũng trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 5, bà Zakharova cũng nhấn mạnh rằng Moscow không lập các liên minh hay khối quân sự, ngay cả với Trung Quốc. Khi nói về khả năng Ukraine và Moldova trở thành thành viên tiềm năng của Liên minh châu Âu, bà Zakharova lưu ý rằng động thái như vậy sẽ phản ánh sự mở rộng hơn nữa của NATO về phía Đông. Đây là một điểm nhấn quan trọng cho thấy sự lo ngại của Nga về việc NATO mở rộng ảnh hưởng của mình tại khu vực này.